Xin được trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc của các Mường đã về với lễ hội khai hạ năm 2023. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai trong đêm hội hôm nay, thi trình diễn trang phục tự chọn của các thí sinh. Và chúng ta hãy cùng chào đón số báo danh 01 Bùi Thị Diệu Ngọc đến từ đơn vị xã Tử Nê. Của thí sinh số báo danh 01 Bùi Thị Diệu Ngọc sinh năm 2003 đến từ đơn vị xã Tử Nê. Tham gia phần thi trình diễn trang phục tự chọn, thí sinh Bùi Thị Diệu Ngọc lựa chọn cho mình trang phục áo dài truyền thống. Kính thưa quý vị, áo dài là một niềm tự hào đại diện cho truyền thống và hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, áo dài được cách tân để phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Trên sân khấu là phần trình diễn trang phục tự chọn của thí sinh Bùi Thị Diệu Ngọc đang khoác trên mình chiếc áo dài thướt tha được thiết kế cách tân tạo nét sang trọng. Tà áo dài được cách điệu thành 3 tà áo. Tay áo được thiết kế cách tân tay bồng. Cổ áo cao bao 4 đến 5 phân. Khoét hình chữ V trước cổ làm tôn thêm vẻ đẹp của chiếc cổ cao 3 ngấn trắng ngần thanh tú của người phụ nữ. Thân áo dài được may vừa vặn, ôm sát thân của người mặc. Ở phần eo được chít ben, hai ben ở thân sau và hai ben ở thân trước. Chiếc áo dài được mặc với quần. Quần áo dài được may chấm gót chân, quần ống rộng. Dẫu trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đến nay, chiếc áo dài vẫn giữ nguyên giá trị trong đời sống văn hóa và tinh thần của xã hội và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc cho Bùi Thị Diệu Ngọc đến từ đơn vị xã Tử Nê sẽ hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình. Tử Nê đã hoàn thành xong phần thi trang phục tự chọn. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tham gia dự thi của thí sinh số báo danh 03 Đinh Thị Hà, sinh năm 2002, đến từ đơn vị Phú Vinh. Tham gia phần thi trình diễn trang phục tự chọn, thí sinh Đinh Thị Hà đến từ đơn vị Phú Vinh lựa chọn cho mình bộ trang phục dân tộc Mường. Kính thưa quý vị, trải qua biết bao thế hệ, trang phục dân tộc Mường vẫn giữ được truyền thống từ ngàn xưa đến ngày nay. Bộ trang phục phụ nữ dân tộc Mường với chiếc váy đen bó sát thân, cạp hoa văn khoe trước ngực, chiếc áo cóm lừng và chiếc yếm mặc bên trong, thắt lưng cùng xà tích, vòng cổ lóng lánh, khăn trắng đội đầu, bộ trang phục mang những sắc thái riêng qua đường nét cắt may, qua sắc màu trang trí. Bộ trang phục của thí sinh Đinh Thị Hà được khoác thêm chiếc áo choàng hay còn gọi là áo trùng, thường được mặc vào các dịp trọng đại như lễ Tết,
cưới hỏi. Một lần nữa quý vị hãy cổ vũ cho thí sinh Đinh Thị Hà đến từ đơn vị Phú Vinh với những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Chọn. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần thi của thí sinh số báo danh 04 Bùi Thị Bích Ngọc đến từ đơn vị Sambo. Tham gia phần thi trang phục tự chọn, Bùi Thị Bích Ngọc đến từ đơn vị Sambo lựa chọn cho mình bộ trang phục dân tộc Thái. Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có một bản sắc riêng và trang phục là một trong các yếu tố góp phần làm nên điều đó. Ai đã từng đặt chân lên Tây Bắc hẳn cũng đã từng xao xuyến bởi các cô gái Thái thướt tha trong bộ váy áo. Khi nói đến trang phục, phụ nữ dân tộc Thái người ta thường nhắc ngay tới chiếc áo cóm, là chiếc áo cánh ngắn, tay tạo, ôm chặt lấy thân. Khi mặc, vạt áo cho vào bên trong cạp váy. Chiếc váy được làm bằng vải nhung hay chất liệu sa tanh. Cặp váy bằng vải kẻ, thổ cầm. Trong trang phục của người Thái không thể thiếu đó là chiếc khăn piêu. Hoa văn chủ yếu có 3 nét, gọi là cút piêu, là vật phẩm cao quý biếu bể trên. Sai peng là dây tình đôi lứa. Ta leo là vật trừ tà bảo vệ cho người đội khăn. Người Thái đã kết hợp khéo léo với nhau tạo nên một bộ trang phục thắt đáy lưng ong để khoe được đường cong của người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một niềm tự hào vô cùng sâu sắc trong trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái qua phần thể hiện của thí sinh đến từ đơn vị xã Gia Mô. Nữa chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng thí sinh Bùi Thị Bích Ngọc đến từ đơn vị Gia Mô đã hoàn thành xong phần thi trang phục tự chọn. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn của thí sinh số báo danh 05 Bùi Thị Thu Huyền đến từ đơn vị Ngổ Luông. Tham gia phần thi trình diễn trang phục tự chọn, thí sinh Bùi Thị Thu Huyền đến từ đơn vị xã Ngổ Luông, số báo danh 05, lựa chọn cho mình trang phục áo dài. Kính thưa quý vị, khi nhắc tới trang phục truyền thống của Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ đến áo dài. Trong suốt chiều dài lịch sử, ở mỗi thời kỳ đất nước đều có loại trang phục riêng mang dấu ấn văn hóa của mỗi thời đại. Với sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, cùng với sự phát triển của đất nước, bộ cổ phục Việt đã trở lại với một đời sống mới trong xã hội hiện đại. Điểm đặc trưng của bộ cổ phục Việt chính là cổ áo hình chữ nhật. Hai vạt khi mặc xe khít vào nhau và có sự bố trí hoa văn ở cổ áo có đường viền, ở giữa có đường thủy ba và cúc phượng. Thí sinh Bùi Thị Thu Huyền đến từ đơn vị Ngổ Luông lựa chọn cho mình bộ cổ phục với mong muốn
tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm với những nét văn hóa truyền thống riêng thông qua trang phục. Qua đó, thêm yêu và tự hào về những gì mình đang có ở hiện tại, góp phần gìn giữ những nét đặc sắc mang dấu ấn lịch sử của dân tộc, đưa những nét đẹp của văn hóa Việt vươn ra thế giới. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị để chúc cho thí sinh đến từ đơn vị Ngổ Luông sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Thu Huyền đến từ đơn vị Ngổ Luông đã hoàn thành xong phần thi trình diễn trang phục tự chọn. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn của thí sinh số báo danh 06 Bùi Huyền Thương đến từ đơn vị Đông Lai. Kính thưa quý vị, tham gia phần thi trình diễn trang phục tự chọn, thí sinh đến từ đơn vị Đông Lai, số báo danh 06 Bùi Huyền Thương lựa chọn cho mình trang phục áo dài. Kính thưa quý vị, áo dài chính là sự kết hợp giữa nét đẹp hình thể và nét đẹp tâm hồn của người Việt. Một nét đẹp giản dị nhưng không kém phần kiêu sa, trang trọng. Trang phục áo dài nhẹ nhàng đang bước đi thật duyên dáng đến từ đơn vị xã Đông Lai. Tấm áo lụa mỏng, yêu kiều với màu sắc bước trên sân khấu làm bao ánh mắt ngẩn ngơ và say đắm lòng người. Áo dài chính là sự hội tụ giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Trải qua bao đời, nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài đã vươn tầm quốc tế và luôn là sự tự hào của dân tộc khi được khoác trên mình quốc phục. Đến từ đơn vị xã Đông Lai đã hoàn thành xong phần thi của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần thi của thí sinh Bùi Thị Thu Hà, sinh năm 2002, sinh viên Học viện Tòa án xã Suối Hoa, với trang phục dân tộc Thái. Từ xa xưa, váy cóm đã là trang phục không thể thiếu của các cô gái Thái. Họ thường khoác lên mình vào mỗi dịp lễ Tết. Nó khá giản dị, nhưng để tạo ra được một bộ váy không hề đơn giản. Bộ trang phục gồm có áo, váy, thắt lưng, sa tích, khăn piêu và các phụ kiện đi kèm. Về áo cóm, gồm có hai loại, đó là áo ngắn tay và áo dài tay. Do dân tộc Thái cũng được chia làm hai ngành là Thái trắng và Thái đen. Ngoài ra, dân tộc Thái còn có nét đặc trưng tiêu biểu nhờ chiếc khăn piêu. Có thể nói rằng khăn là vật không thể thiếu của những cô gái Thái. Nhưng hiện nay khăn không còn phổ biến nữa, họ có thể đi lễ mà không đội khăn piêu. Các cô gái Thái dịu dàng, duyên dáng khi khoác lên mình bộ váy cóm. Nếu ai đã từng ghé thăm mảnh đất Tây Bắc, chắc chắn sẽ không quên được hình ảnh người con gái Thái trong bộ váy cóm giản dị. Hơn hết, dân tộc Thái rất quan trọng về hình thức văn hóa. Vì vậy,
váy cóm không chỉ được mặc trong dịp lễ Tết mà còn được người con gái khoác lên mình hàng ngày. Mỗi bộ trang phục là niềm tự hào của các cô gái Thái, nên ta có thể nói bộ váy cóm như một người bạn thân thiết của người con gái Thái. Ngày nay, sự trao đổi và giao lưu giữa các dân tộc là điều không thể tránh khỏi. Song bên cạnh đó, dân tộc Thái vẫn giữ gìn và phát huy rộng rãi, càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong đời sống dân tộc. Đó là truyền thống lâu đời, là nét độc đáo của người phụ nữ dân tộc Thái. Xin được chúc mừng thí sinh Bùi Thị Thu Hà đến từ đơn vị xã Suối Hoa. Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 13 Bùi Thị Nhật Lệ đến từ đơn vị xã Phong Phú. Là một trong 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất hình chữ S với những nét văn hóa riêng biệt, đã có phần tạo nên những mảnh ghép hoàn chỉnh, đầy màu sắc trong nền văn hóa Việt Nam. Trong đó, trang phục của người phụ nữ Thái là một trong những nét đẹp văn hóa không chỉ thể hiện tập quán, nếp sống thẩm mỹ và niềm tự hào của người Thái, mà còn là một nét văn hóa rất đặc sắc trong kho tàng văn hóa của dân tộc ta. Áo cánh ngắn màu vàng, áo cổ hình chữ V, váy màu đen, điểm thêm xà tích, chiếc khăn tiêu, biểu tượng của sự sống và tình yêu. Để tạo ra một bộ trang phục là cả một quá trình rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại, sự thông minh, khéo léo của những cô gái Thái và vẫn luôn được duy trì, lưu truyền suốt những chặng đường lịch sử của dân tộc. Xin được chúc mừng phần biểu diễn của thí sinh Bùi Thị Thu Yên, sinh năm 2001, đến từ đơn vị xã Thanh Hối. Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình diễn của thí sinh số báo danh 20, Bùi Thị Vân Anh, đến từ đơn vị Ngọc Mỹ. Quý vị tham gia phần thi trang phục tự chọn, thí sinh đến từ đơn vị thị trấn Mãn Đức, số báo danh 24, Đinh Bùi Quỳnh Anh lựa chọn cho mình bộ trang phục dân tộc Thái trắng. Kính thưa quý vị, trong 54 dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Thái trắng. Bộ váy Thái trắng duyên dáng với chiếc váy đen dài bó sát thân, áo cánh ngắn màu sáng, cổ áo hình chữ V với hàng khuy bạc và đai lưng xanh để tạo thêm nét độc đáo. Phụ nữ Thái trắng thường kèm theo chiếc khăn piêu và xà tích lóng lánh vòng quanh, tạo cho người phụ nữ Thái với những nét sắc sảo, tinh tế, mềm mại và thướt tha. Trên sân khấu lúc này là phần trình diễn trang phục tự chọn cho bộ trang phục dân tộc Thái trắng của thí sinh mang số báo danh 24, Đinh Bùi Quỳnh Anh, đến từ đơn vị thị trấn Mãn Đức. Xin
quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc cho Đinh Bùi Quỳnh Anh đến từ đơn vị thị trấn Mãn Đức sẽ hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình. Bùi Quỳnh Anh đến từ đơn vị thị trấn Mãn Đức đã hoàn thành xong phần thi trang phục tự chọn. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được chứng kiến phần thi của các thí sinh trong phần thi trang phục tự chọn. Và liên tục chương trình, ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần giao lưu văn nghệ. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tiết mục Độc Tấu Sáo Ôi Mường Động Đón Xuân do đội văn nghệ huyện Kim Bôi biểu diễn. Thank you.
Xin được cảm ơn tiết mục Độc Tấu Sáo Ôi. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với màn múa Mừng Cơm Mới do đội văn nghệ huyện Lạc Sơn biểu diễn. Thank you.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các tiết mục thật đặc sắc của đơn vị đã về tham dự lễ hội, góp phần vào sự thành công của lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị để trân trọng cảm ơn các huyện đã về tham gia. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên điện thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.